Này khu này gọi là khu gì, khách sạn gì? Nhà hàng khách sạn Hòa Giang. Nhà hàng khách sạn Hòa Giang dạ. Ở Rạch Giá. Phải nói chứ không mốt về con bên kia chẳng biết ở đây ở đâu nữa. Cái khách sạn ở đây mấy sao vậy? Đây là khách sạn Hòa Giang ở Rạch Giá. Đẹp chứ, khu này đẹp quá ha. Rồi rồi. Cái sông. Cái sông.